Mặc dù đúng 17 giờ ao bơi mới chính thức mở cửa, nhưng ngay từ 15 giờ, người già, trẻ nhỏ làng Hưng Giáo và rất nhiều bà con ở vùng lân cận đã lục tục kéo nhau đến ngồi quanh ghế đá cạnh ao hóng gió, đợi chờ. Hương ánh mắt tự hào nhìn về chiếc ao bơi có diện tích trên 1.100 m². Ông Bùi Văn Quý, người dân làng Hưng Giáo phấn khởi nói. Cái ao bơi ấy, thì trước hết là cải tạo môi trường cảnh quan của làng. Tạo cho một cái môi trường sạch trước cửa làng. Chiều chiều các cháu ra đây tập bơi thì các phụ huynh cũng ra và mọi người gặp mặt đều vui vẻ và cái sự gắn kết và đoàn kết càng được nâng lên. Thực ra rất là vui, không nghĩ là nó thành công như thế, bởi vì mình đã mang lại niềm vui. Anh em trong ban quản lý đã mang cái niềm vui cho toàn dân, các cháu. Không chỉ có người dân thôn Hưng Giáo hay xã Tam Hưng, ao bơi của làng thu hút đông đảo người dân quanh vùng đến cho con tập bơi. Có nhiều ông bố, bà mẹ đưa con từ xã Thanh Thủy cách đó hơn 2 km đến để học bơi. Ít ai biết được, ao bơi này là dự án được những người dân làng Hưng Giáo ấp ủ từ cách đây 5 năm. Người có ý tưởng này là anh Lê Năng Công, người dân ở trong làng. Thật ra xuất phát từ nhu cầu thực tế thôi. Tại vì như thế thì anh thì trở lại thì là được thừa hưởng cho ông. Từ ngàn đời là ao chuông rồi tắm thoải mái, nước sạch ô nhiễm, không bị ô nhiễm như bây giờ. Đến bây giờ các cháu nó khổ quá, nó đô thị hóa mà. Bây giờ ao cho hồ lấp hết rồi, nước thì ô nhiễm thì bây giờ chúng nó không có chỗ tắm. Mà muốn tắm thì đến chỗ bể bơi thương mại thì phụ thuộc về tiền nong rồi thời gian rồi còn nhiều vấn đề. Nên trẻ em nông thôn thực ra không mấy cái người được tắm như thế. Thì anh bàn ấp ủ lâu thì phải làm cái ao nào đấy cho các cháu nó tắm. Xuất phát từ thực tế đó, anh Công trăn trở với giấc mơ biến ao tù thành ao bơi, để trẻ con có chỗ vui đùa, bàn ý tưởng với cấp ủy chính quyền địa phương và các bậc cao niên trong làng, anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Bây giờ sắp xỉ, đã chi là 1 tỷ 3 rồi, đấy, dân đó ủng hộ sắp xỉ thì lấy tiền đấy. Đấy, còn chắc sắp tới còn phải thăng nữa, vì nốt bãi cát, bãi xe nữa, để được đồng bộ, toàn bộ. Không chỉ bỏ công, bỏ việc để tham gia vào quá trình giám sát, xây dựng ao bơi. Cho đến giai đoạn vận hành ao, những thành viên của ban quản lý vẫn không lúc nào hết bận. 16 giờ 30 phút ông Bùi Xuân Vệ tất tả đi xe máy từ nhà ra ao bơi khi vừa kết thúc việc nhà. Bận lắm, nhưng vì trách nhiệm với dân làng, với công việc mình đã được giao, ông vẫn tận tình, nhiệt huyết dù chẳng có đồng tiền công nào, cầm chiếc loa trên tay. Ông Vệ liên tục nhắc nhở các cháu nhỏ đúng 17 giờ mới được xuống ao bơi theo đúng nội quy. Mặc dù mới đi vào hoạt động cách đây 1 tháng, nhưng ao bơi đã thu hút rất đông trẻ trong và ngoài xã đến vui chơi giải nhiệt. Đặc biệt, những hôm nắng nóng cao điểm có khoảng gần 400 trẻ đến bơi. Do đó, ao bơi được thay nước thường xuyên nhằm mang lại nguồn nước sạch nhất, đồng thời luôn có đội vận hành tình nguyện trông coi và bảo đảm an toàn cho trẻ.